Làm sao để khởi nghiệp không cần vốn? Có hai cách để chúng ta có thể khởi nghiệp không cần vốn ở trên sàn thương mại điện tử Shopee và TikTok Shop. Thứ nhất đó là chúng ta dùng mô hình dropshipping. Tức là ví dụ Tú có một cái kho hàng như thế này, được chưa? Anh chị em có thể bán hàng cho Tú. Tú sẽ đóng vai trò vận hành và gửi đơn hàng. Mọi người chỉ việc marketing và bán hàng. Đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai là ở trên TikTok Shop nó có một cái tính năng, nó là affiliate marketing. Tú tạo một cái shop ở trên app và ở trên Shopee, ở trên TikTok Shop. Sau đó anh chị em chỉ việc lên TikTok gắn sản phẩm của Tú vào và Tú có chiết khấu 10%, 15%, 20% hoa hồng. Anh chị em có thể bán trên đó, cứ có đơn hàng thành công thì tiền sẽ về ví mọi người, được chưa? Hai phương pháp nha. Để hiểu sâu hơn về dropshipping và TikTok Shop thì mọi người có thể là follow kênh của Tú, được chưa?